Nữ hoàng Victoria là một trong những quân vương người Anh vĩ đại nhất trong lịch sử. Triều đại của bà diễn ra trong 63 năm và bà từng là quân vương Anh trị vì lâu nhất, ít nhất là trước khi nữ vương Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Nhưng vào những ngày đầu tiên trong thời đại của bà, chẳng ai có thể tin được rằng triều đại này sẽ hay ho cả, bởi vì lễ đăng quang của bà chính là một thảm họa. Bà trở thành hoàng hậu vào tháng 6 năm 1937 khi mới vừa 18 tuổi. Theo truyền thống thì những người trị vì Vương quốc Anh sẽ đăng quang vài tháng sau khi bắt đầu trị vì đất nước. Vậy mà ngày đăng quang của Victoria lại được sắp xếp sau ngày bà lên ngai vàng đến hơn một năm trời. Xui xẻo thay, điều này chẳng đồng nghĩa với việc họ tận dụng khoảng thời gian một năm ấy để tổ chức mọi thứ. Trên thực tế, mãi tới tháng 3 năm 1838 thì công tác chuẩn bị mới được bắt đầu. Nếu bạn quan sát mọi thứ theo cách này thì những điều tồi tệ đã diễn ra lại chẳng bất thường chút nào. Ôi, tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô nữa rồi. Ngày đăng quang được ấn định vào thứ Năm ngày 28 tháng 6 năm 1838. Mọi người đều rất phấn khởi để chào đón vị nữ hoàng mới của họ. Vì sự kiện này được diễn ra tại London nên hàng nghìn khách du lịch đã bắt đầu di chuyển tới nơi đây vài ngày trước buổi đăng quang. Những buổi lễ khổng lồ được lên kế hoạch để tổ chức tại nhiều nơi của thành phố. Và đương nhiên là ai ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy nữ hoàng dù chỉ là thoáng qua. Trong ngày trọng đại này, khoảng 400.000 người đến từ mọi nơi trên đất nước đã tới thủ đô. Họ đổ ra đầy các công viên và đường xá, nhất là những tuyến đường mà lễ rước sẽ đi qua. Nữ hoàng trẻ tuổi sẽ di chuyển từ cung điện Buckingham, nơi nàng sống, tới tu viện Westminster. Đây là nơi sự kiện tuyệt vời này luôn được diễn ra từ những năm 1066. Vào 10 giờ sáng hôm đó, Victoria lên một chiếc xe ngựa vàng Gold State Coach, mà nay, chiếc xe này vẫn còn được gia đình hoàng gia sử dụng trong những dịp lễ đặc biệt đến tận ngày nay. Chắc hẳn chuyến đi này không êm ái gì lắm đâu, vì cỗ xe ngựa ấy đã có tuổi và cũng chẳng thoải mái. Nhưng được nhìn thấy đám đông đang hạnh phúc bên dưới chắc cũng đủ bù đắp cho mớ rắc rối này rồi. Các giàn giáo được dựng lên khắp phố phường và những kẻ tôi tớ trung thành của hoàng hậu cũng đã giành được mọi vị trí có thể chen chân được bên cạnh đường. Đàn ông và đàn bà vận những bộ trang phục đẹp đẽ nhất của họ, vẫy vẫy những chiếc khăn tay của mình và cung kính đón chào nữ hoàng. Có rất nhiều người ở đây nên nữ hoàng đã lo lắng rằng họ có thể khiến người khác bị thương trong lúc vội vã. Việc di chuyển đến tu viện diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bất chấp sự hỗn loạn, mọi chuyện đã diễn ra khá là ổn thỏa cho đến khi buổi lễ thực sự bắt đầu. Bạn có thể cho rằng có điều gì quan trọng cho đế quốc hơn là lễ đăng quang của một nhà quân vương mới cơ chứ? Nhưng sự thật đáng ngạc nhiên đó là buổi lễ này gần như chẳng được tập dượt trước. Và kết quả là, chà, thôi cứ nói là mọi chuyện không xảy ra theo kế hoạch cho lắm. Dường như những người chuẩn bị kỹ càng nhất cho sự kiện này hóa ra lại là nàng Victoria, 19 tuổi. Không giống như những nhóm người có liên quan khác, cô đã tới Westminster vài ngày trước hôm nghi lễ diễn ra. Vì vậy, cô có những hành động và cử chỉ chính xác, ít nhất là tại một số thời điểm. Nhưng khi không làm đúng thì cũng gần như chẳng có ai ở đó để hướng dẫn cô cả. Những nhân chứng đã nhớ lại rằng chỉ có một số người đàn ông có vẻ biết rằng mình đang làm gì, trong khi những người khác lại thực hiện công việc của mình rất khó khăn và ngượng nghịu. Sau khi họ khiến nữ hoàng rời khỏi ghế của mình quá sớm, nàng Victoria bối rối hỏi một trong những vị lãnh chúa rằng: "Làm ơn, hãy cho tôi biết mình nên làm gì, vì họ chẳng biết cái gì cả." Tổng giám mục Canterbury đóng một vai trò rất quan trọng trong buổi lễ vì ông chính là người sẽ đặt vương miện lên đầu người trị vì, và màn thực hiện của ông trong buổi lễ cũng chẳng tránh được sai lầm. Điều điên rồ và chắc chắn là đau đớn nhất diễn ra với Victoria xảy ra khi nàng chuẩn bị đeo chiếc nhẫn đăng cơ. Bình thường thì chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón áp út của vị quân vương nên chẳng có điều gì kỳ lạ xảy ra cả. Nhưng khi vị tổng giám mục cố gắng đeo nó cho nàng thì dường như chiếc nhẫn lại quá bé. Hóa ra người thợ kim hoàng đã nhầm lẫn và làm nhẫn chỉ vừa ngón tay út của nữ hoàng. Nhưng tổng giám mục không biết về chuyện này. Nhưng dù gì thì đây cũng là một phong tục lâu đời nên ông cứ cố nhận chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Điều này khiến nữ hoàng rất đau. Sau đó việc tháo chiếc nhẫn ra cũng rất khó khăn. Vì vậy Victoria tội nghiệp phải chườm tay mình với nước đá. Nhưng tất cả những khó khăn ấy đều đã được đền đáp phải không nào? Dù sao thì cô cũng lên ngôi nữ hoàng rồi nhỉ? Chà, vẫn có một vấn đề nữa. Giám mục của giáo khu Bath và Wales chính là người có nhiệm vụ đảm bảo mọi việc diễn ra theo kế hoạch, nhưng ông lại vô tình bỏ qua hai trang nghi lễ, và đương nhiên đó chính là phần tuyên bố chức vị quân vương. Hay nói cách khác, toàn bộ buổi lễ về cơ bản là không có giá trị. Vì vậy Victoria phải trở lại nhà thờ để làm mọi thứ chính xác hơn. May mắn thay, những tai nạn khác lại không nghiêm trọng cho lắm, nhưng chúng cũng hài hước không kém.
Ví dụ như nữ hoàng nhận quả cầu vào sai thời điểm, mà món báu vật này lại khá nặng đối với một cô gái trẻ. Âm nhạc tại buổi lễ cũng bị bỏ mặc. Nhà soạn nhạc được thuê để viết một bài ca mới cho buổi lễ đã qua đời trước ngày đăng quang diễn ra 3 tháng, và bản nhạc ấy chưa bao giờ được hoàn thành. Cuối cùng thì chỉ một bản nhạc được tạo ra cho buổi lễ, dàn nhạc cũng bị thiếu người và đáng ra nó có thể được hoàn thành tốt hơn. Người chỉ huy dàn nhạc, ngài George Smart, cũng chẳng giúp được gì nhiều. Vì một vài lý do nào đó, ông quyết định vừa tự chơi đàn organ, vừa giám sát các nhạc công khác cùng lúc. Tôi nghĩ là bạn đã tưởng tượng ra được khung cảnh ấy rồi phải không? Dàn giao hưởng không thể phối hợp với nhau nhuần nhuyễn. Đỉnh điểm của cái ngày đầy vô lý này sẽ đến khi những nhà quý tộc đang thể hiện sự tôn kính của mình với nữ hoàng mới của họ. Một trong số những quý tộc đó là một người có tên lãnh chúa John Roll. Một thành viên cao cấp của nghị viện ở thời điểm đó đã ngoài 80, nhưng nói thật lòng thì trông ông không khỏe lắm. Đó chính là một sự trớ trêu đáng tiếc khi lãnh chúa cố trèo lên thang để đi tới ngai vàng thì ông bị ngã và lăn thẳng xuống các bậc thang. Nhưng cú ngã này dường như chẳng làm ông bị thương, nên vị lãnh chúa ấy đã cố tiếp cận nữ hoàng một lần nữa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó chính là lúc Victoria chứng tỏ mình là một người trị vì tâm lý và tử tế. Cô nhanh chóng đứng dậy và đi xuống chỗ Roll để ông không phải lặp lại trò chơi mạo hiểm này thêm lần nào nữa. Chính cách hành xử này đã khiến những người có mặt tại đây yêu quý nàng, và các nhà viết sử đã miêu tả lại hành động ấy bằng một sự hòa hợp đáng kinh ngạc của sự ngây thơ, lòng tốt, bản tính lương thiện với cách cư xử đúng đắn và sự chính trực. Nhưng những người khác lại chẳng thể tự cứu lấy chính họ, và lãnh chúa Roll đã trở thành nhân vật của nhiều trò đùa và những bài thơ hài hước. Và như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, gần cuối buổi lễ trọng đại, người thủ quỹ hoàng gia đã cố làm những vị khách quý tộc tại nhà thờ vui hơn bằng cách ném những chiếc mề đầy đăng quang xuống đám đông. Hãy thử tưởng tượng về đống lộn xộn mà hành động này gây ra nào. Người ủy viên, các thẩm phán và những người hầu gái chính đã đánh nhau để giành lấy được một miếng kim loại. Con trai công tước xứ Richmond đã khá là thành công khi lấy được hơn 12 món quà lưu niệm ấy. Chà, ít nhất thì họ cũng nhận được chút quà cáp từ buổi lễ này. Nếu bạn nghĩ rằng các lãnh chúa và giám mục chỉ đang trải qua quá nhiều áp lực thì sự thật là như thế này. Thực ra họ cũng có thời gian để lấy lại sức đó chứ. Tại thời điểm nữ hoàng và những người hầu của mình không cần phải ở bục thờ chính nữa thì họ trốn tới nhà nguyện Thánh Edward. Tuy nhiên, nhà nguyện lại là một từ ngữ hơi lố. Sau này, Victoria đã miêu tả lại nó là một bục thờ chứa đầy bánh mì kẹp và rượu chè. Chà, theo như người bạn cũng là thủ tướng, ngài Melbourne đã tuyên bố mỗi khi các giáo sĩ có việc để làm thì chắc chắn sẽ có cả đống đồ ăn ở đó. Buổi lễ thảm họa kéo dài trong 5 giờ đồng hồ và hầu như những người có mặt tại điện Westminster đều đã thở phào nhẹ nhõm vì nó đã kết thúc. Một nhà sử học đã đặt cho sự kiện này cái tên lần sau rốt của những buổi đăng quang chắp vá. Vì sau này, một chương trình nghi lễ đăng quang mới đã được soạn ra để tránh lịch sử bị lặp lại. Còn người phụ nữ quan trọng nhất của buổi lễ đã vượt qua thử thách này với sự kiên nhẫn và chính trực hơn hẳn những gì mọi người đã tưởng tượng được. Ngạc nhiên thay, Victoria lại yêu thích buổi lễ này cùng các sai sót và cả những điểm tì vết. Bà đã gọi ngày này là khoảnh khắc tự hào nhất của đời bà. Vậy, đâu là sự kiện lịch sử yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nào. Nếu bạn đã học được điều gì mới ngày hôm nay, hãy cho video này một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè mình nhé. Nhưng này, đừng đi đâu đội phương niệm vội, chúng tôi có hơn 2.000 video hay ho khác dành cho bạn đấy. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn video bên trái hoặc bên phải, nhấn vào nó và thưởng thức. Hãy luôn đồng hành cùng soi sáng nhé.